Chơi game ở đồ họa 2K đã chẳng còn là niềm mong mỏi xa vời của những game thủ nữa, vì từ nay bạn đã có thể sở hữu nguyên một dàn PC gaming 2K full trắng khi đến với PCM với CPU quốc dân Intel Core i5-12400F đi cùng các màn hình OCPC RTX 3070 8GB XCY cho phép bạn chơi mượt mọi tựa game FPS và AAA ở độ phân giải và thiết lập cao một cách dễ dàng. Ngoài ra, bạn cũng sẽ sở hữu thêm một bộ RAM 16GB DDR4 và SSD 500GB chuẩn NVMe cùng vỏ case QBM trắng hệ bể cá cực đẹp, hiện đại, tinh tế. Hoặc nếu không, bạn cũng có thể thoải mái tùy chỉnh nâng cấp cấu hình hoặc tăng giảm hiệu năng tùy nhu cầu và sở thích như tăng RAM, SSD, nâng cấp lên tản nhiệt nước một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hãy truy cập ngay vào website pcmarket.vn hoặc đến trực tiếp các showroom của PCM để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể. Và nhớ đọc code về game hoặc bổ não để được giảm ngay 300.000 nữa nhé. Nhanh chân lên nào bà con ơi! Chào mừng các bạn đã đến với Bộ Phổi, nơi chúng mình đem đến những tin tức nguội tai nguội cắt, nhưng bù lại thì cực kỳ vô dụng. Sau đây là một vài tin chính có trong số ngày hôm nay. Gà gáy quá ồn, chủ nhà bị hàng xóm đâm đơn khiếu nại, nhưng biện minh tiếng gáy của nó là di sản, cần được bảo tồn. Người đàn ông đột nhập vào nhà hàng xóm để ngửi giày của họ, lãnh 1 tháng tù. Người phụ nữ trở thành cảnh sát để bắt kẻ sát hại cha mình sau 25 năm. Nếu là một bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở thành phố, khả năng cao là bạn chưa được trải nghiệm cảm giác được đánh thức bởi tiếng gà gáy thay vì tiếng chuông báo thức kinh hoàng của iPhone. Sáng ra nghe tiếng gà gáy, thanh bình và dễ chịu thật đấy. Nhưng mà hãy thử tưởng tượng, con gà đó cứ gáy liên tục, đều đặn một lần mỗi phút, hết cả ngày luôn thì sao? Đó chính là trường hợp đã xảy ra với người dân ở xã Bourgogne, Chaluz, tại vùng Auvergne, Rhône, Alpes, đông nam nước Pháp, khi mới đây một cặp vợ chồng đã bị hàng xóm khiếu nại vì con gà của anh này gáy quá ồn. Đơn kiện cho biết người hàng xóm đã bị mất ngủ, không thể tập trung do tiếng gáy đinh tai nhức óc của con gà 5 tuổi tên là Rico. Ngoài người này thì còn rất nhiều người khác trong khu phố cũng phàn nàn về việc con gà này gáy liên tục từ sáng đến đêm, không nghỉ ngày nào kể cả chủ nhật. Đáp trả lại, chủ của con gà cũng cho biết họ mở cửa chuồng vào lúc 8:30 sáng vào mùa đông và lúc 9:00 sáng vào mùa hè, nên là không có chuyện nó gáy cả sáng như thiên hạ đồn. Nhưng hàng xóm thì cho rằng có mở cửa chuồng hay là không thì con gà vẫn cứ gáy, mà nó còn gáy khỏe cơ, tận 15 lần trong 15 phút, tức là cứ 1 phút là nó lại ò ò ò một lần, xuyên suốt cả buổi sáng như thế. Thời gian còn lại trong ngày thì nó vẫn gáy nhưng mà ít hơn chút mà thôi. Thời gian mở hay là đóng chuồng không có ý nghĩa gì với đam mê gáy của nó cả. Ban đầu, người chủ đã cố gắng hòa giải với hàng xóm nhưng không thành công, cuối cùng mới dẫn đến vụ kiện như trên. Họ cam đoan rằng mọi người ở đây quý con gà lắm, không ai nói là con gà làm phiền họ cả, thậm chí còn bảo gáy to lên để nghe cùng nữa. Vậy mà giờ lại đâm đơn kiện khiến họ sốc vô cùng. Trên Facebook, một page ủng hộ con gà đã được lập ra. Rất nhiều người đã vào comment khuyến khích con gà này tiếp tục gáy. Ai không thích thì chuyển nhà đi chỗ khác. Đơn thỉnh cầu của chủ con gà cũng nhận được gần 30.000 chữ ký ủng hộ. Để biện minh cho con gà của mình, chủ của Rico nói rằng Pháp có quy định bảo vệ di sản giác quan của vùng nông thôn Pháp. Thế nên tiếng gáy của Rico cũng là di sản cần bảo vệ. Khu nhà họ sống hiện đang ở xã Bourgogne, Chaluz, tính ra thì cũng là nông thôn còn gì. Vấn đề là khu vực này không phải là nông thôn, thế nên là từ giờ cho đến khi vụ việc được đưa ra giải quyết ở tòa án vào đầu năm sau, thì khả năng cao là họ phải nghĩ ra lý do mới. Đây là vụ kiện tiếng gà gáy thứ 3 trong năm nay. Trước vụ của Rico, còn có vụ của một con gà có tên là Caruso bị hàng xóm bế lên tòa vì gáy quá ồn, khiến tòa án phải đưa ra phán quyết cho chủ của nó 3 tháng để khớp mỏ con gà lại, khiến ông này phải đau đớn thốt lên: làng tôi giờ mất bản sắc nông thôn hết rồi. Cũng liên quan đến một vụ việc làm ồn khiến cho hàng xóm phải đâm đơn kiện, một chủ tiệm spa ở San Diego đã bị người dân trong khu vực đệ đơn phàn nàn vì nhân viên của ông làm việc ồn quá mức, khiến cho người dân cảm thấy phiền hà và ảnh hưởng đến lớp học kinh thánh ở nhà thờ gần đó. Cụ thể, đây không phải là một tiệm spa mà là một nhà thổ đội lốt, họ làm việc khá là ồn ào, làm gì thì mọi người cũng biết rồi đấy. Đến mức học viên ở lớp học kinh thánh tại một nhà thờ gần đó không thể tập trung mỗi khi vào học, còn các nam sinh ở đây thì liên tục bị nhân viên nữ mặc trang phục hở hàng của spa dụ dỗ vào tiệm của họ. Sau khi nhận được khiếu nại từ người dân, thành phố đã tiến hành điều tra và ra lệnh đóng cửa hoạt động tiệm spa. Chủ tiệm cũng không được mở thêm bất kỳ tiệm spa nào khác trong thành phố nữa, đồng thời phải trả tiền phạt lên đến 2 triệu đô la. Những vụ đột nhập vào nhà riêng thường có động cơ khá đơn giản: lấy tiền này, lấy đồ này, hoặc là lấy mạng chủ nhà luôn. Thỉnh thoảng sẽ có một vài vụ động cơ rất trong sáng, như là vào để dọn dẹp giúp cho gia chủ, nhưng mà cũng sẽ có những động cơ hơi kỳ lạ một chút. Điển hình là vụ việc một người đàn ông ở Hy Lạp đã bị tuyên án tù treo 1 tháng vì lẻn vào nhà hàng xóm ban đêm và ngửi giày của họ. Tên nghiện mùi giày 28 tuổi này đã biện minh cho hành vi không được đứng đắn cho lắm của mình, rằng anh ta không biết tại sao mình lại làm như vậy.
Tự dưng anh ấy thích ngửi mùi giày thôi, chứ không có động cơ gì sâu xa hơn cả. Một số hàng xóm thì cũng đứng ra làm chứng, cho biết thanh niên này từ trước đến nay không có biểu hiện nghiện, sống chan hòa với xóm làng, ai ai cũng quý, chẳng biết sao mà lại ra nông nỗi này. Tưởng chừng đây chỉ là một thanh niên lầm lỡ vô hại thôi, nhưng mà không. Trong 6 tháng qua, nhiều người hàng xóm đã nhiều lần bắt quả tang anh này đi ngửi giày khắp khu phố, mặc dù đã khiếu nại với gia đình anh nhờ can thiệp và yêu cầu anh ngừng đi ngửi giày dạo, cơ mà đâu lại vào đấy. Vụ việc này khá giống với một vụ ở khách sạn Hilton vào năm ngoái. Quản lý ca đêm David Neal tại khách sạn Hilton ở Nashville, Tennessee đã bị bắt vì lẻn vào phòng một vị khách đang ngủ để mút chân của họ. Ông ta bị cáo buộc tạo ra một chìa khóa giả để mở cửa phòng anh Pete Brennan vào khoảng 5 giờ sáng để mút chân anh này. Và Neal làm khá là lộ liễu, nên là dù đang ngủ say thì không lâu sau đó, Brennan đã thức dậy và nhìn thấy Neal đang mút chân của mình chuồn chuột. Anh đã cố gắng để bắt Neal lại, nhưng ông này chạy trốn mất. Lực lượng an ninh tại chỗ trông có vẻ chẳng quan tâm gì đến lời kêu cứu của Brennan, nên anh phải tự gọi cảnh sát đến. Sau khi bị bế lên đồn, Neal khai với cảnh sát rằng mình chỉ muốn vào phòng Brennan để kiểm tra báo cháy vì nghe thấy có mùi khói, nhưng quản lý khách sạn cho biết là không có mùi khói nào cả, chỉ có mùi chân của Brennan trong mồm ông Neal mà thôi. Phía Brennan đã đệ đơn kiện khách sạn Hilton Nashville Downtown, cáo buộc anh ta bị Neal tấn công tình dục. Để đề phòng trường hợp tương tự xảy ra với mình, các bạn có thể mang giày luôn khi đi ngủ, vừa không bắt giày, vừa không bị mút chân. Nhưng mà có bị hôi chân hay là không thì tôi cũng không chắc. Giờ thì chúng ta cùng đến với một tin nghiêm túc và truyền cảm hứng hơn nhé. Một người phụ nữ trở thành cảnh sát để bắt kẻ đã sát hại cha của mình và cuối cùng đã áp giải được hắn sau 25 năm. Mở đầu cho câu chuyện trả thù này là vào ngày 16 tháng 2 năm 1999, ông Givaldo José Vicente de Dios đã có cãi vã đôi chút với một người tên Ramundo Alves Gomez về khoản nợ 150 real Brazil, tương đương với khoảng 25 đô la ở một quán bar. Dù ông Givaldo đã đề nghị gắn nợ bằng một cái tủ đông, nhưng Gomez không đồng ý và bỏ đi ra ngoài. 30 phút sau quay lại với một khẩu súng trường và bắn chết ông Givaldo, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường mà không bị bắt. Ông nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Dù Gomez đã bị bắt nhưng lại được thả ra trước phiên tòa xét xử. Cô con gái lớn của ông là Ghislaine Silva de Deus, với tất cả sự đau buồn và giận dữ, đã quyết tâm sẽ bắt bằng được kẻ thủ ác, dù có phải mất cả đời đi chăng nữa. Sau khi bố mất, Ghislaine vừa học vừa phụ giúp mẹ nuôi các em. Cô thi đỗ vào trường luật và trở thành luật sư, sau đó vượt qua kỳ thi kiểm tra để được bổ nhiệm làm điều tra viên của cảnh sát tiểu bang. Rất nhanh chóng, Ghislaine yêu cầu được tham gia ban điều tra án mạng, tạo cơ hội cho cô điều tra vụ án của cha mình. Từ năm 2013, Gomez đã bị kết án, nhưng hắn lại bỏ trốn khi lệnh bắt giữ được ban hành vào năm 2016, nên gã chưa bao giờ phải trả giá cho tội ác của mình. Ghislaine đã làm việc liên tục trong 2 tháng. Cuối cùng, cô và nhóm của mình đã tìm thấy Gomez đang ẩn náu tại một trang trại ở vùng Nova Cidade gần Boa Vista và thành công bắt giữ hắn sau 25 năm dài đằng đẵng. Khi gặp hắn ở đồn cảnh sát, Ghislaine đã nói với Gomez rằng hắn ở đây là vì cô và hắn sẽ phải trả giá. Tôi tưởng tượng đó sẽ là một trong những giây phút ám ảnh nhất của đời tên này, bên cạnh những lần hắn chạy trốn khỏi pháp luật. Cô Ghislaine đã thông báo với gia đình mình về tin tức này. Tất cả mọi người đều rất vui mừng và nhẹ nhõm vì cuối cùng công lý đã được thực thi. Câu chuyện của Ghislaine và sự tận tụy của cô trong việc đòi lại công lý cho cha của mình đã nhanh chóng nổi tiếng ở Brazil và toàn bộ Nam Mỹ, truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Cuối cùng sẽ là một số tin vắn để kết thúc số bổ phổi ngày hôm nay. Công ty Meta của Mark Zuckerberg mới đây đã sa thải nhiều nhân viên sau khi phát hiện họ lợi dụng chương trình bữa ăn trị giá 25 đô để mua kem đánh răng và bột giặt. Tại Meta, các nhân viên được cung cấp thức ăn miễn phí tại văn phòng nhằm cho họ động lực đến công ty làm việc thay vì làm việc ở nhà. Đối với nhân viên ở văn phòng nhỏ không có căng tin thì họ sẽ được cấp phiếu mua hàng trị giá 25 đô, nhưng thay vì mua thức ăn thì họ lại mua đồ gia dụng, thế là lạm dụng chính sách rồi. Số lượng nhân viên bị sa thải lên đến tận 30 người, trong đó có những nhân viên cao cấp hưởng lương đến 6 con số. Đến cả triệu phú còn tận dụng voucher nữa là, cơ mà vì tận dụng quá mà không còn là triệu phú, thì kể ra cũng hơi tiếc nhỉ. Một người đàn ông tên là Michael Smith, 52 tuổi, đến từ Cornelius, Bắc Carolina, hiện đang bị cáo buộc sử dụng AI để lừa đảo các dịch vụ phát nhạc trực tuyến. Cụ thể, hành vi làm giàu bất chính nhờ AI này bắt đầu từ khoảng năm 2018, sau khi Smith hợp tác với một công ty âm nhạc AI và một nhà sản xuất âm nhạc để sản xuất hàng loạt một số lượng nhạc khổng lồ. Hàng trăm nghìn bài hát như vậy đã được tạo ra dưới bàn tay của AI, sau đó được đưa lên các dịch vụ phát trực tuyến như Spotify, Apple Music và Amazon Music, sau đó dùng một số lượng bot cực khủng với tốc độ khoảng 661.440 luồng mỗi ngày để buff lượng nghe. Tuy các bên dịch vụ nghe nhạc đã phát hiện ra lận, nhưng qua mỗi lần, Smith đều tìm cách lách được. Phi vụ lừa đảo này mang lại cho ông hơn 10 triệu đô la tiền bản quyền, kèm với giấy truy tố từ tòa án quận phía nam New York. Xa hơn thì ông còn đang bị cáo buộc âm mưu rửa tiền và thời hạn ngồi tù có thể lên tới 20 năm. Quy định mới của sân bay Dunedin ở New Zealand đã gây ra tranh cãi khi giờ đây
hành khách chỉ được ôm nhau 3 phút trong khu vực đón khách. Muốn ôm thêm thì ra bãi giữ xe mà ôm. Tổng giám đốc điều hành sân bay Dunedin, Daniel De Bono, cho biết chỉ cần ôm 20 giây là đủ tạo ra một luồng hormone tình yêu, oxytocin. Mọi người càng ôm nhanh thì sẽ càng có nhiều không gian cho những người khác ôm nhau nhiều hơn. Và đó cũng là kết thúc của số bộ phổi ngày hôm nay. Chúng mình sẽ còn quay lại với những tin tức không giúp ích gì cho đời bạn và những số lần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.